Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin nói chuyện thế giới qua quả địa cầu ngày 5 tháng 3 năm 2024. Đầu tiên chúng ta đến với Haiti. Haiti là một quốc gia ở Trung Mỹ Caribe. Ngày nào chúng ta cũng nói đến nước này, nó gần Cuba. Thì như chúng ta biết là hiện nay đất nước này đã giới nghiêm vì là có 4.000 tù nhân ở trốn trại, bởi vì tất cả các cái băng đảng ở đây nó đang lộng hành cái quốc gia này. Ta có thể vào Caribe, cái vùng này là hồi xưa là những tên cướp biển thế kỷ 20 là Caribe là khu vực này đấy. Giờ lộng hành nó quậy ra. Rồi. Bây giờ chúng ta ở ngay đây, chúng ta đến Mỹ luôn. Mỹ thì ngay đây là khu vực Trung Mỹ và Caribe. Giờ chúng ta đến với nước Mỹ ngay gần đây. Đây Haiti dưới này các bạn, đây là nước Mỹ. Nước Mỹ này thì như chúng ta biết là tòa án tối cao đã bỏ cấm ông Trump tranh cử, tức là trước đây là nó cấm ông được tranh cử, nhưng bây giờ tòa án tối cao đã bác, tức là cho phép ông được tranh cử. Tức là cái hội đồng thẩm phán tối cao này, gọi là tối cao pháp viện Hoa Kỳ đấy, là nó có 9 vị các bạn nhé, thì trong đó có 6 vị là của Đảng Cộng Hòa. Trong 6 vị của Đảng Cộng Hòa thì có 3 vị là ông Donald Trump trước đây ông bổ nhiệm. Cho nên dù sao đi chăng nữa thì cũng là rất là tốt. Trong khi đó là ông Roberts là ông là thẩm phán trưởng, tức là tránh thẩm phán đấy các bạn. Tránh án đấy, gọi là tránh án. Còn các cái phó thì đều đã đồng ý như vậy. Tức là và cái hội đồng tối cao của cái thẩm pháp viện này thì người ta cũng đã chặn cái luật của Texas, tức là cho phép bắt người di cư, thì cái thẩm viện tối cao này là không cho phép, tức là nó bác cái luật đấy của Texas. Hiện nay thì căng thẳng ở Liên Hợp Quốc đã buộc Israel phải rút đại sứ ra khỏi Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc thì chúng ta biết là tại New York rồi. York này. Chúng ta thì có thể đến trụ sở của Liên Quốc là nằm đây các bạn. Rất là cao ha. Đây nó nằm ngay cạnh sông, ngay cạnh sông Đục. Thì Israel đã rút khỏi đại sứ khỏi Liên Quốc, đây là hội đồng quốc tại đây các bạn nhé, tại New York này. Ông Bill Gates, tức là ông này ông tỷ phú rồi, các bạn biết rồi, thì hiện nay ông đang ở Việt Nam, ông đang ở Đà Nẵng và thăm Hội An, một cái khách sạn 5 sao, ông đi bằng máy bay riêng, thì sau khi mà tham dự cái lễ cưới của con trai của tỷ phú Ấn Độ, tỷ phú này là giàu nhất châu Á các bạn ạ, tôi biết Mark Zuckerberg rồi, là Ivanka Trump ấy, nó cũng có mặt ở đấy. Sau khi họp xong thì ông ấy đến là Đà Nẵng chơi, thì chúng ta biết như vậy là Đà Nẵng trong trái tim của anh chàng này. Và ông Bill Gates thì chúng ta biết cách đây 20 năm ông đã từng đến Việt Nam trong một ngày, ông có nói chuyện với sinh viên của Đại học Bách Khoa là Hà Nội. Thì ông Elon Musk hiện nay là rớt xuống cái vị trí thứ hai, mà người soán ngôi ông chính là ông Bezos, ông này là của Amazon. Hiện nay là 200 tỷ, tại vì hôm qua các cái cổ phiếu của bên Tesla nó bị rớt, cho nên là ông đã bị mất cái vị trí số 1. Mà cái vị trí số 1 này ông cũng mất mấy lần, nhưng mà sau đó thì ông lại lấy lại luôn. Và hiện nay ông Musk cũng đang bị kiện vì đang nợ 128 triệu đô la, cái tiền để trợ cấp thôi việc mà khi mà ông mua cái Twitter đấy các bạn. Ông mua Twitter thì là đoạt sa thải hết, thì đúng là ông phải trả tiền thất nghiệp cho người ta, thì hiện nay 128 triệu thì họ đã kiện và có khả năng ông sẽ bị thua kiện các bạn ạ. Và ông Donald Trump thì vừa rồi ông lại cũng đã thắng ở Bắc Dakota và thắng tiếp tại Bắc Carolina. Đây chúng ta có thể là xa ra chúng ta sẽ sao.
Đây thì chúng ta bạn nào mà chưa thấy cái New York trên cái hình ảnh của anh Dũng Wilson thì các bạn có thể nhìn thấy. Rồi chúng ta rời New York. Thì chúng ta biết bang Bắc Dakota này nằm đây, nằm giáp Canada này. Thì cái bang này là hồi xưa là có cái loại là lợn rừng mà nó bị sổng đấy các bạn, quậy nát cái bang này. Còn cái bang thứ hai là Bắc Bắc Carolina, Nam Carolina thì cái bà Hartley thì trước đây đã thắng rồi, thì hôm qua hôm thứ bảy đã thắng tiếp ở đây. Và ngày hôm nay là ngày 5 tháng 3, tức là cái ngày hôm nay cũng là thứ ba, nó gọi là ngày siêu thứ ba, là có 15 cái bang hiện nay đang bầu. Thì bây giờ chúng ta đang là tối, bây giờ chúng ta là 20 giờ tối, 21 giờ tối, thì ở New York hiện nay là 21 giờ, là đang 9 giờ sáng. Như vậy đến sáng mai dậy thì chúng ta sẽ biết kết quả chính thức, thì có khả năng là ông Trump sẽ là thắng đấy các bạn nha. Đây, 7 8 bang của ông là thắng hết rồi, ông chỉ thua người bang Washington thôi. Cái quận Washington này thì cũng bà Hartley bà được thôi, mà bà cũng duy nhất có một cái bang này. Thì ông đã được 7 8 bang rồi, bây giờ cộng thêm 15 16 bang ngày hôm nay nữa thì chúng ta sẽ chờ xem. Hôm qua thì U nữ 20 Việt Nam, bóng đá Việt Nam thua đội 20 nữ Nhật là 10-0. Chúng ta hôm qua cũng nói rồi, anh Nguyễn Quyết Chiến là anh đã lần thứ ba vô địch thế giới về băng Baccarat đấy các bạn, tại Bogota, tại Bogota các bạn nhé. Bogota của Colombia đấy. Hiện nay EU phạt Apple, tức là cái hãng Apple, Apple tức là quả táo ấy, quả táo bị cắn ấy, là 2 tỷ đô la Mỹ, vì là coi như là lạm dụng các cái vị trí thống trị của mình để khai thác quảng cáo và khai thác rất nhiều thứ trong một cách rất là không không công bằng. Hiện nay là Apple nó đã đang kiện. Hiện nay tại rừng Amazon ở Brazil này các bạn, cái chỗ này là cái rừng rậm, và cái sông này là sông Amazon, nó bạn có thể nói là nó lớn nhất thế giới về mặt lưu vực. Hiện nay thì người ta đã tìm ra được một con rắn, một cái loài rắn là lớn nhất thế giới, là dài tới 7,5 mét các bạn nhé, trong rừng rừng Amazon đây này, tắm tiền tắm tiếc gì đây nữa. Đây tình cờ đây nó nhé, chả biết là đây đây nó nhậu vẫn. Thì hiện nay trong rừng này là nó có một cái loại rắn đấy, có thể dài 7,5 mét, tức là rất là khủng khiếp đấy các bạn. Nhìn thấy con rắn này chắc cũng rụng rợn chết rồi, thấy thua rồi. Rồi chúng ta đến Pakistan. Thì Pakistan thì kết quả bầu cử thủ tướng vừa rồi của các đảng nó tranh chấp ấy thì nó đã an bài rồi. Đây có một bạn hỏi tôi thì tôi xin trả lời. Tức là thay vì là cái ông đây là Ấn Độ các bạn, đây Pakistan này là bên cạnh đây, thì cái ông mà Nawaz Sharif là từ lưu vong từ bên Anh về thì cũng không không được bầu, và cái ông Imran Khan là đang đương kim xong bị bắt vào tù bây giờ 42 năm, không coi như đương nhiên không được bầu. Và cuối cùng bầu cũng cái ông là ông em của Nawaz Sharif, và ông này cũng đã từng là thủ tướng, cũng đã từng bị là đổ, từng bị coi như là quốc hội giải tán năm 2023. Bây giờ ông cũng là ông gọi là Shehbaz Rajhib, thì em của Nawaz Sharif thì cũng là lần thứ hai cầm chính tại đây. Và Mỹ thì hiện nay cũng đang không công nhận cái chế độ này. Như chúng ta biết là mấy ngày nay là Taylor Swift đang biểu diễn tại Singapore. Hôm trước là kế hoạch là 5 5 đêm, mà bữa nay tăng thêm 6 đêm. Và ông Lý Hiền Long ông cũng nói đây là một cái phi vụ rất thành công của Singapore. Các nước khác thì cũng đã chỉ trích, nhưng mà bây giờ cũng là bây giờ mời cái người này đến biểu diễn không phải là hành động thù địch, cho nên các bạn cũng nói vừa thôi.
Thì như hôm trước ta nói rồi, là biểu diễn ở Úc 3 ngày thì chính phủ Úc là thu vào gần 800 triệu đô. Thì đây là gấp đôi như vậy, 6 ngày thì chúng ta biết là cũng phải kiếm là tỷ rưỡi đô trong vòng mấy ngày, rất lớn. Thì tại Úc có một người hôm trước là biểu diễn ở Úc thì không sang được, cho nên lần này quyết tâm là bay sang Singapore để xem. Nhưng mà cuối cùng là đã bị thiệt mạng các bạn nhé, trên đường đến Singapore. Singapore thì nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà đã đi Singapore rồi các bạn biết. Chỗ này nó có cái bán đảo Sentosa, có rất nhiều cái sinh tử rồi, vùng nước rồi. Singapore thì nó cũng có các cái nhà cao tầng này thì nó cũng không thành công đâu các bạn. Ở đây thì Singapore nó cũng lớn, nhưng mà nếu mà nói về cái độ cao và độ mà đậm đặc thì Hồng Kông nó rất là nhiều. Singapore là một đất nước có thể nói là quốc đảo thôi, nhưng mà nhỏ, nhưng mà nó rất là xanh sạch đẹp, là cái đất nước này. Bạn nào có dịp đấy chúng ta thấy là cái đường cây trong cái nhà này cũng rất là nhiều, gần như đang trên rừng ấy các bạn. Chúng ta thấy trong thành phố mà cây như thế này. Đây là một trong những cái thành phố lớn thế giới về trung tâm tài chính để du lịch. Thì chúng ta biết là Singapore là một trong bốn nước như là con rồng của châu Á, của Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan. Nếu mà nói về nhà lầu, nhà cao tầng ấy thì phải là Hồng Kông hơn các bạn nhé. Đây nó cũng có nhưng mà nó rải rác hơn, cũng ok, nhưng mà so với Hồng Kông thì các bạn nào đi rồi các bạn so sánh được. Đây ở đây người ta nhìn xuyên người ta còn thấy trời, chứ Hồng Kông là nó xin xít nhau là không có nhìn thấy trời đâu. Nhìn thấy trời là có nhìn ngẩng ngẩng hẳn lên trên, ngửa lên trên thôi, chứ còn nếu mà nhìn nghiêng này không thấy. Chứ Singapore tôi thấy là vẫn nhìn thấy, nó cũng có nhưng mà nó không nhiều bằng. Rồi chúng ta đến Mã Lai. Thì Mã Lai thì ngay đây chúng ta biết rằng Mã Lai thì với Singapore thì nó liền nhau. Thì Singapore thì nó là ở đỉnh cuối này, thì nó đi qua nó cũng có một cái đi đi qua này cũng là bằng đường bộ thôi các bạn nhé. Thì là cái chỗ đây là cái eo Malacca này, thì là nay có một cái trực thăng của Mã Lai nó rơi ở đây, đang gọi là đang huấn luyện thì rơi xuống, rất may là đã cứu được bốn bốn phi hành đoàn. Thì cái Malacca này thì chúng ta thấy cái chữ nó rất giống một cái tên của một hòn đảo, đảo mà du lịch ăn chơi của bên Tây Ban Nha đấy, mà hai nghệ sĩ của chúng ta đã qua đấy là cuối cùng bán danh luôn đấy các bạn. Đấy là Malacca. Thì đây nó cũng là thuộc địa, mà ngày xưa nó cũng là thuộc địa của cái đám bên kia, cho nên nó lấy những cái tên của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha bên này, nhất là Philippines ở bên này. Chúng ta thấy là nó thậm chí nó còn xài tiền peso của Tây Ban Nha này. Thì là hiện tại là cái eo biển đấy là cái gì bị máy bay nó rơi ở đây. Thì Malacca thì nó gọi đây nó một cái bãi sông bồi trước đây, nó còn có tên là Melaka. Thì các bạn nào mà đi du lịch đến đây nó rất là đẹp. Ở trong này nó có một cái tàu tàu của Hà Lan hồi xưa là bị bắn ở tại đây. Ở trong này nó có một cái công viên Bồ Đào Nha với Hà Lan các bạn nhé. Thì tôi không nhớ là nó nằm cái chỗ nào, nhưng mà đại khái rất là đẹp. Nếu bạn nào mà đến đây rồi đây các bạn sẽ thấy rất là đẹp, đáng đáng để đi du lịch đấy. Đây trong nhà, đây hẻm, nó là kinh doanh du lịch rất là đẹp. Cái tàu nó nằm ở chỗ nào, nếu ai chưa chưa đi đi Mã Lai thì nếu đi Mã Lai thì nên đến thành phố này, rất đẹp đấy. À đây đúng là cái tàu đây này, tình cờ đây này. Đấy cái tàu đây thì nó xong rồi xung quanh đây nó có, đây nó có museum, tức là bảo tàng đấy các bạn. Thì đây rồi
đây nó là cái gì đây, Grand Center đây, thì đây là tất cả khu này khu du lịch này, nhưng mà nó còn nhiều chỗ đẹp không, chỗ này không, chỗ này là nó chỉ là cái chỗ có cái tàu thôi. Đây là tình cờ là ra đúng cái chỗ tàu này, hay quá. Ở đây nó có một cái pháo đài của Bồ Đào Nha các bạn nhé, quanh quanh đâu trên cả đây này. Nhớ là hồi đấy là tại vì tôi đi tìm ở mấy cái chỗ mà cái sông nước này thì nó chẳng may nó trúng thôi, chỉ cũng chả một bài giỏi gì. Khu này đấy đó, vậy thôi, bạn biết vậy thôi. Cái này là cái trụ này nó không cho đứng lên được, cũng có 3D, có 3D là đẹp lắm. Giờ thì chúng ta đến rời Malacca, Malaysia để chúng ta tới Thổ Nhĩ Kỳ. Thì chúng ta biết Thổ Nhĩ Kỳ vừa rồi đã triệt phá một cái đường dây gọi là gián điệp Mossad của Israel. Thổ Nhĩ Kỳ thì chúng ta biết nó nằm ở Tây Á, Tây Bắc Á, và nó có một tí nó dính với châu Âu của Gặp Bulgaria và cái eo Bosphorus đó là em đấy, Israel đây vừa bóc tách một cái hệ thống mạng lưới gián điệp rất lớn. Pháp thì hôm nay chính thức là đưa vào hiến pháp là cái quyền phá thai. Đây là những cái mà bên các nước ngoài để nó hay cãi nhau lắm các bạn, nhất là các cái Kitô giáo về đạo Thiên Chúa là nó gần như là cấm. Bây giờ Pháp để cho phép được phá thai, tức là người phụ nữ có quyền quyết định cái cơ thể của mình. Ai Cập vừa rồi ấy, là chính thức là chuẩn bị có kế hoạch là mở rộng cái kênh Suez này. Kênh chúng ta thấy là nó rất là nhỏ hẹp, đây là biển đỏ đi vào này, xong vào đây kênh Suez. Thậm chí một cái tàu to nó nằm ngang qua cái là không không đi được, mất mấy cả thế giới mất mấy tỷ đô đấy, đi qua đây rất là nhỏ đấy, xong rồi đi ra đến đây là đại địa Trung Hải rồi, đây là vẫn còn đấy, tận đây với đại địa Trung Hải nó hẹp như thế này. Đây là đại địa Trung Hải đây, tôi thấy nó rất hẹp. Và hôm trước tôi có nói với các bạn đấy là hiện nay thì đây cái biển đỏ đi vào đây, Houthi đánh nhau ở đây này, đây Houthi đánh ở đây, biển Aden đen này đi vào cái khu vực này đã bắt đầu đánh đây, thì các bạn đây là cái Suez, tức là cái gọi là cái huyết mạch yết hầu giao thương thế giới bằng thủy. Thì anh Israel thì là hôm trước tôi nói, bạn nào mà theo dõi lâu các bạn biết thì chúng ta thấy cái chỗ này là nó có một cái khe, cái vịnh gọi là cái vịnh, thì chúng ta thấy đây là cái Gaza này, cái Gaza này. Đây là biên giới với lại bên này Israel, bên này là Ai Cập, bên này cũng là Ai Cập, Syria lại nó nằm giữa Ai Cập, đây là bán đảo Sinai, còn đây là lục địa châu Phi. Thế bây giờ cái kênh Syria nó đi như thế này, các bạn nào nghe rồi các bạn nghe lại nhé, đấy thì đi vào địa Trung Hải rất là huyết mạch, để cho nên cả Anh cả Mỹ hiện nay lại đang tới lại lo chỗ này. Nhưng mà về lâu về dài thì là bây giờ Israel nó muốn chiếm cái Gaza này, sau đó là nó đục cái đường này từ đây cho tới đây, nó tạo ra một cái kênh kênh khác, không phải kênh Suez mà kênh đảo Gaza, để cũng đi vào đây sẽ cạnh tranh với cái kênh đảo Suez này. Đấy, cho nên bây giờ mới đang tranh chấp cái chỗ Gaza này, ý đồ là 40 năm sau, 100 năm sau nó sẽ làm cái kênh này, nó sẽ phá ra bằng thì là 100 triệu tấn, 100 triệu tấn thuốc nổ để nó phá toàn bộ khu vực này, thông luôn từ Hồng Hải ra tới Địa Trung Hải, gọi là kênh Gaza hay là Rafah, tóm lại là nó sẽ làm như vậy. Thế cho nên trong khi đó thì ông Ai Cập này ông rất là đang bực bội với ông này về những cái chuyện nọ chuyện kia, nhất là chuyện này Palestine Gaza, nhưng đến hôm nay bắt đầu ông mở mắt ra, bắt đầu ông mở rộng cái này to ra. To ra thì lúc này là không có chuyện mà nó bị bí bách trong cái vấn đề mà chặt lại nó chờ cái thứ nữa. Cho nên cái vấn đề hiện nay mà cái biển đỏ đang đang bị khống chế bởi cái Houthi thì là chính là Anh, Israel và Mỹ rất là lo sợ.
Đây là những cái dự án của họ nó rất là lâu dài, nó rất là ghê gớm các bạn. Đến bây giờ có thậm chí vẫn nhiều người không biết là nó sẽ làm cái này rồi, nghĩa là nó sẽ triệt tiêu cái kênh Suez này của Ai Cập. Hiện nay Ai Cập là mối lợi rất nhiều khi mà thu tiền tàu qua lại đây, nhưng mà từ ngày mà Houthi, tức là cũng gọi là người nhà với Palestine ấy, nếu mà bên này còn đánh nhau thì bên này nó còn chậm, thì cũng đã làm mất 50% cái doanh thu của Ai Cập, và các cái dòng gọi là thương mại bằng đường biển qua kênh Suez cũng giảm đi một nửa các bạn nhé. Để họ phải đi xuống dưới hạ vọng về Cape Town này, hạ vọng về họ đi lên cho nên rất là xa. Thì chúng ta cái này chúng ta biết hết rồi. Nay thì Cuba thì chúng ta cũng biết là hôm trước là chúng ta đã nói rồi, Cuba và Hàn Quốc tự nhiên là đồng minh với nhau. Hàn Quốc thì qua Thái Bình Dương, ở đây là Hàn Quốc đây. Thì là hôm nay thì chính thức là ký thiết lập quan hệ ngoại giao các bạn nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta biết là Cuba họ cũng đang tuần hành để mà ủng hộ Palestine là nhiều. Tại Albania nó là một bán đảo ban căng các bạn nhé. Đây, Albania giáp với Hy Lạp, giáp với lại Kosovo, Bắc Macedonia, tóm lại nó giáp với Nam Tư trước đây. Thì hiện nay Albania đã mở lại cái một cái sân bay mà từ cái thời Liên Xô cũ. Albania các bạn biết là trước đây cũng là xã hội chủ nghĩa nhé. Hồi đấy là cái ông bí thư thứ nhất đảng công nhân, không phải đảng công nhân thứ nhất, phải là đây là đảng đảng lao động Albania, tôi nhớ rồi. Tức là bí thư thứ nhất đảng lao động Albania, ông Gyrich là ông bí thư. Thì hồi đấy thì cũng là xã hội chủ nghĩa, sau đó là nó đi dạng xét lại, đi theo cái hướng khác. Và Nam Tư, hồi đấy của ông thống soái Tito cũng đi theo một hướng khác, gọi là xét lại nhưng mà thực tế nó không phải xét lại đâu. Thế thì thời đó là có một cái sân bay thời Liên Xô xây ở đây. Và bây giờ lâu lắm rồi, hôm nay thì nó mới chính thức mở và cho NATO cải tạo để trở thành căn cứ không quân của NATO tại bán đảo Ban Căng. Hiện nay Nga thì họ dọa là trục xuất tất cả các đại sứ của EU tại Nga. Là can tội là tất cả các đại sứ này là Nga, một cái ông đại sứ của Bỉ là tẩy chay cái cuộc họp của ông chủ trì là ông Lavrov để mà thảo luận các cái vấn đề về bầu cử, thì nó xử nhau là không có nghe. Thì ông Medvedev là bây giờ là có khả năng sẽ trục xuất tất cả các đại sứ và nói rằng đại sứ đã không làm đúng cái sứ mạng của mình, hay là đại diện trong quốc gia để tới một quốc gia khác để mà coi như là tham gia các cái chuyện nọ chuyện kia về mặt chính trị. Bây giờ là anh đi tẩy chay giống như là một tẩy chay ngay trên đất Nga, thế là coi như là rất là xúc phạm. Israel hôm nay là tiếp tục tấn công vào bờ Tây, tấn công vào cái thành phố Ramallah các bạn nhé. Thành phố Ramallah này là cái nơi mà có thể nói là cái ban lãnh đạo của Palestine là người ta đóng ở đấy, Ramallah. Thì ở đây nó có rất nhiều cái thành phố, nhưng mà kể cả Jenin này, trên này này, trên này, Jericho này, rồi Bethlehem là nơi mà Chúa sinh ra này, đây là Ramallah. Xưa mà ông Arafat là ông hay ở đây. Đây, tiếp tục đánh vào hôm nay. Thì đến ngày hôm nay thì Israel đã giết người Palestine ở giải Gaza là 30.500 người. Bạn thấy rất là nhiều. Hiện nay thì tại Ecuador, núi lửa đang hoạt động rất mạnh. Ecuador này, giáp Colombia, giáp Peru. Và bên này chúng ta sẽ qua tới qua Thái Bình Dương, chúng ta sẽ đến với Trung Quốc. Trung Quốc hôm nay thì đã khai mạc kỳ họp thứ 14 là họp chính trị hiệp thương nhân dân toàn Trung Quốc, nó còn gọi là chính hiệp, tức là nó gọi là quốc hội đấy các bạn nhé. Hiện nay cái hội đồng hợp tác vùng vịnh GCC họp tại Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, để bàn về cái vấn đề xung đột tại Gaza. Hôm nay Philippines tố Trung Quốc là mấy ngày nay cái lệnh trình cứ vờn vờn nhau, thì hôm nay tông luôn vào một cái tàu tuần tra Philippines với một cái tàu hải cảnh của Trung Quốc ở cái chỗ cái bãi cạn này. Thì là bây giờ anh Philippines là toán này các bạn nha. Thì đây chúng ta thấy là đây là đất Philippines này, tất cả cái dãy gãy gãy Philippines, thì anh này anh từ đây anh bảo anh xuống đây anh bảo đây là biển của anh ấy. Bạn nhé, đây Philippines này.
Đây là cái đảo Palawan mà đội Việt Nam hay đã từng qua đây trong cái SEA Games rồi, đó là đá cái đảo này đấy các bạn. Chúng ta sẽ nhớ là có rất nhiều cái đảo đấy. Mindanao, đảo Luzon đấy, một số cái đảo đấy thì chúng ta, thì đây là Palawan của Philippines. Thì bây giờ anh từ thế này anh tới và sao tại sao mày lại đi vào vùng biển của tao, đấy là chúng ta biết rồi. Thì là Trung Quốc này nha. Đấy. Nhiều bạn cứ bảo là Việt Nam sợ nếu mà trong trường hợp Nga có vấn đề gì đối với NATO với Mỹ và đánh nhau, đánh nhau là cuối cùng là Việt Nam mình là coi như là coi như là Trung Quốc nó bắt nó bỏ túi làm có đó. Việt Nam là có khuất phục nào các bạn, không dễ gì, thời đại bây giờ không phải dễ gì thế đâu. Vậy thôi, hôm nay tôi cũng xin vắn tắt một số cái tin 24 giờ qua, còn tất nhiên còn nhiều cái tin nó lặt vặt nữa, nhưng mà thôi chúng tôi cũng không có đưa vào. Ví dụ như là con rắn to nhất thế giới nó kia thì nó thỉnh thoảng là có những cái giật gân thế thôi, chứ còn cũng đưa hết vào thì không có thời gian đâu. Và bây giờ giống như là hồi sáng chúng tôi đã nói là bây giờ chúng ta sẽ đến một cái thành phố cổ được di sản thế giới UNESCO công nhận ở Kenya, đó là thành phố chúng ta nói là Lamu các bạn nhé. Lamu, mời các bạn đến đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. UNESCO đã công nhận thị trấn cổ Lamu của Kenya là di sản văn hóa thế giới năm 2001. Lamu là một thành phố cổ lâu đời nhất ở Kenya. Thành phố nằm ở bên bờ biển phía đông của châu Phi, gần biên giới Somalia. Thành phố này được gọi là thiên đường du lịch của Kenya. Nơi đây có lịch sử với nhiều điều bí ẩn và là một thành phố vô cùng quyến rũ với những con đường quanh co làm bằng đá từ thời Trung Cổ. Những con hẻm nhỏ là lối dẫn vào các khu phố ngoằn ngoèo, sâu, hun hút. Kiến trúc nhà dân tại Lamu không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ để cảm thấy sự tinh tế của những công trình này. Hầu hết kiến trúc đô thị giống nhau với những tòa nhà bằng đá, cửa gỗ có sân bao quanh. Điều đặc biệt là có những bức tường làm bằng san hô. Kiến trúc thành phố cổ Lamu có nhiều ảnh hưởng bởi các nền văn hóa của châu Âu, Ả Rập và Ấn Độ. Sự kết hợp này tạo ra một kiến trúc bản địa vừa cổ điển vừa sang trọng nhưng vẫn giản dị. Một nét đặc sắc nữa của đô thị cổ này là các đường đi rất đẹp, không đủ chỗ cho các phương tiện giao thông hiện đại. Đó cũng chính là lý do mà cuộc sống không ồn ào, náo nhiệt không thể xâm nhập vào thành phố cổ này. Và vì vậy hình ảnh của Lamu vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu mới thành lập, yên tĩnh, cổ kính, thơ mộng. Trải qua hàng trăm năm, cuộc sống nơi đây vẫn dường như không thay đổi là mấy. Trong thế kỷ 14, Lamu là một thành phố cảng nhộn nhịp và sôi động, tàu thuyền cập bến. Còn giờ đây, phương tiện đi lại vẫn đơn giản, nói chính xác hơn là thô sơ. Đa số lựa chọn cách đi bộ. Lừa được sử dụng như một phương tiện chuyên chở hàng nặng. Khi màn đêm buông xuống, thành phố được thắp sáng bằng đèn lồng. Cảnh sắc của Lamu khi màn đêm buông xuống vì thế nó đã trở thành hình ảnh riêng không nơi nào có được. Có lịch sử hơn 700 năm, thành phố cổ Lamu với nhiều công trình kiến trúc cổ còn khá nguyên vẹn, trải rộng trên diện tích hơn 16 hectare. Cho đến nay, thành phố cổ vẫn giữ được khá nhiều những kiến trúc từ thời mới thành lập cách đây 700 năm. Quan trọng hơn nữa là tính toàn vẹn về văn hóa, xã hội của thành phố này đã được người dân duy trì, bảo tồn tốt. Hiện tại, cư dân sống tại thành phố cổ Lamu vẫn duy trì nếp sống truyền qua nhiều thế hệ, như những lễ hội truyền thống đã được tồn tại hàng trăm năm qua. Không như nhiều thành phố cổ khác trên thế giới, khi đã qua thời kỳ hoàng kim sẽ dần thoái trào, kém phát triển. Lamu đã luôn luôn đông đúc, nhộn nhịp trong hơn 700 năm qua. Những cư dân nơi đây gìn giữ, bảo tồn và kế thừa truyền thống văn hóa đặc sắc của cha ông họ và chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách toàn vẹn nhất. Nếu đến tham quan Lamu ngày hôm nay, du khách sẽ cảm giác như là một thế giới khác, bởi vẻ đẹp cổ kính, tĩnh lặng khác hẳn với thế giới hiện đại. Nếu đến tham quan thành phố cổ, du khách sẽ cảm thấy như đang bước vào một thế giới, bởi thành phố vẫn như nguyên vẹn những công trình kiến trúc cổ, quy hoạch đô thị và cả sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng từ 700 năm qua. Sự hòa trộn của nhiều nền văn hóa Ả Rập, Ba Tư, Ấn Độ kết hợp cùng với yếu tố bản địa đã tạo ra màu sắc văn hóa vô cùng khác biệt cho vùng đất này. Màu sắc văn hóa đó không chỉ tác động đến kiến trúc mà còn ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, tôn giáo và cả những nghi thức, phong tục, truyền thống trên đảo, hay nói chính xác là tại thành phố cổ Lamu. Vào thế kỷ 18 và 19, Lamu còn coi là trung tâm tôn giáo quan trọng của khu vực Đông và Trung Phi.
Thời điểm đó, thành phố xinh đẹp thu hút rất đông các học giả, các nhà nghiên cứu tôn giáo tìm hiểu và nghiên cứu. Thị trấn cổ Lamu của Kenya được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới theo các tiêu chí kiến trúc và quy hoạch đô thị. Là thành phố cổ Lamu thể hiện được sự độc đáo của một nền văn hóa chịu ảnh hưởng ở văn hóa bên ngoài châu Âu, Ả Rập, Ấn Độ. Tiêu chí thứ hai là sự phát triển của thành phố cổ Lamu trong suốt hàng trăm năm qua được minh chứng quan trọng cho sự phát triển hình thành của Kenya. Tiêu chí thứ tiếp theo, ngoài yếu tố thương mại lịch sử, thành phố này còn đóng vai trò là quan trọng trung tâm tôn giáo tại miền Đông và Trung Phi. Kenya là một quốc gia châu Phi, phía tây nam giáp Tanzania, phía tây giáp Uganda, phía tây bắc giáp Nam Sudan, phía bắc giáp Ethiopia, phía đông bắc giáp Somalia, phía đông nam là Ấn Độ Dương. Kenya có diện tích 581.000 km², dân số khoảng 46,6 triệu người. Thủ đô Nairobi là một trung tâm thương mại của khu vực, ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Kiswahili. Khoảng 500 năm trước công nguyên, những cư dân đầu tiên của Kenya là những nhóm người đi săn từ bên ngoài vào. Thế kỷ đầu tiên sau công nguyên, bộ tộc Bantu đã chuyển đến khu vực và phân